Chào mừng các bạn đến với video hôm nay, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá vẻ đẹp tuyệt vời của đại dương và những sinh vật biển siêu dễ thương mà đại dương này ẩn chứa. Trong hành trình này, chúng ta sẽ gặp gỡ năm loại sinh vật đứng đầu trong việc tinh nghịch, đáng yêu và độc đáo nhất biển cả. Mỗi loại mang theo những đặc điểm đặc trưng riêng, từ màu sắc rực rỡ, hình dạng độc đáo đến các hành vi làm đứt lòng người xem. Hãy cùng tìm hiểu về năm sinh vật biển sư dễ thương của đại dương minh mông bạn nhé và thư giãn thưởng thức xem những bí mật dưới đại dương mở ra trước mắt chúng ta. Một sinh vật biển độc đáo và thú vị khác của đại dương. Đó là nhím biển, sea urchin hay còn được biết đến với cái tên cầu gai. Với vẻ ngoại hình đặc trưng, vỏ bọc gai độc đáo và cuộc sống bí ẩn dưới đại dương, nhím biển là một trong những sinh vật có sức thu hút đặc biệt cùng mình khám phá bí mật của nhiễm biển nào. Vỏ gai độc đáo và chức năng bảo vệ Cấu trúc vỏ gai, nhiễm biển nổi tiếng với vỏ bọc gai độc đáo, có thể thay đổi hình dạng và kích thước tùy thuộc vào loài. Cấu trúc này bao gồm hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu gai trắng, tạo nên một lớp bảo vệ chắc chắn. Chức năng tự bảo vệ, gai của nhiễm biển có khả năng chống lại kẻ săn mồi và bảo vệ chúng khỏi môi trường xung quanh. Khi cảm nhận nguy hiểm, nhiễm biển có thể ẩn bản thân trong vỏ gai để tránh bị tấn công chế độ ăn đa dạng và hệ thống tiêu hóa đặc biệt chế độ ăn tảo và mảnh rơm biển nhiếm biển thường ăn tảo và mảnh rơm biển hệ thống tiêu hóa của chúng được thiết kế để xử lý chất dinh dưỡng từ tảo và các loại thực phẩm nhỏ khác như mảnh vụn từ môi trường xung quanh nguyên tắc tự nhiên của hệ thống tiêu hóa theo thông tin từ wikipedia hệ thống tiêu hóa của nhiếm biển chiếu một ống tiêu hóa đài và phức tạp giúp chúng tận dụng hết chất dinh dưỡng từ thức ăn và loại bỏ chất cặn không cần thiết độ đa dạng loài và môi trường sống độ đa dạng cao, nhiếm biển thuộc họ Echinoider với hơn 950 loài đã được mô tả. Mỗi loài có đặc điểm riêng và thích ứng với môi trường sống cụ thể của chúng, từ khu vực nước nông đến độ sâu lớn. Phân bố rộng rãi, chúng có thể được tìm thấy ở hầu hết các khu vực biển trên thế giới, từ các rạng san hô ấm áp đến các khu vực biển lạnh lẽo. Điều này cho thấy sự đa dạng và khả năng thích ứng của nhiễm biển với môi trường biển rộng lớn. Cá hề, Cloudfish. Cá hề, hay còn được biết đến với tên gọi nổi tiếng trong bộ phim Cuộc phiêu lưu của Nemo, là một trong những loại cá biển độc đáo và đáng yêu nhất. Mối quan hệ đặc biệt với san hô. Cá hề thường sống trong san hô và có mối quan hệ tương tác với nó. Sự ứng cử thành nhóm, cá hề thường xây dựng những ngôi nhà nhỏ từ các mảnh rạn san hô để ẩn nấu và bảo vệ. Chúng thường xây tổ mình ở gần các san hô khác, tạo ra một cộng đồng nhỏ. Bảo vệ môi trường sống một số loại cá hề có mối quan hệ tương hỗ với loài san hô cụ thể và giúp chúng loại bỏ các loại tạo có thể gây hại cho san hô. Màu sắc tươi sáng Với màu cam rực rỡ và sọc đen đặc trưng, cá hề là một trong những sinh vật biển dễ thương nhất. Chuyển giới Trong một đàn cá hề, chỉ có một con cá hề cái duy nhất, còn lại đều là cá đực. Khi một con cá hề cái chết, một con cá đực sẽ chuyển giới thành cá hề cái mới để duy trì cân bằng giới tính trong đàn. Bảo vệ con cá con khi cá hề cái đặc trứng, chúng được bảo vệ chặt chẽ bởi cá hề đực. Cá hề đực không chỉ giữ an ninh mà còn chăm sóc và giữ sạch những quả trứng. Mối quan hệ độc đáo với sứa Sống chung với sứa, một số loại cá hề có mối quan hệ đặc biệt với sứa và sống chung trong một sự hợp tác có lợi. Cá hề sẽ sống trong và xung quanh các cánh của sứa mà không bị châm đốt bởi nọc độc của sứa. Tự vệ thông minh Cá hề có khả năng tự vệ thông minh khi sống cùng sứa. Chúng sử dụng môi trường của sứa để tránh kẻ săn mồi và đồng thời chống lại những mối nguy hiểm từ bên ngoài. Chế độ ăn. Loài cá này là loài ăn tạp nên chúng ăn cả thực vật và các động vật khác. Chúng sinh sống chủ yếu bằng cách ăn động vật phù du và thực vật phù du bằng việc lọc một lượng lớn sinh vật phù du qua miệng để lấy dinh dưỡng. Sư tử biển bé, Sea si Chăm sóc lông độc đáo sư tử biển bé dùng công cụ để giữ lông của mình tạo nên hình ảnh đáng yêu khi chúng nằm trên mặt nước và chảy lông hoạt động nghệ thuật chúng thường sử dụng đá và vật dụng khác nhau để mở con ốc tạo nên hoạt động săn mồi độc đáo và thông minh kỹ năng bơi xuất sắc sư tử biển bé có khả năng bơi rất giỏi và thường sử dụng bụng và chân để giữ vững trên mặt nước cá mập nhỏ Dogfish cá mập nhỏ thường có kích thước nhỏ với mắt to và biểu cảm đáng yêu tạo nên hình ảnh dễ thương chúng thường thể hiện tính khí hòa nhã và không có xu hướng tấn công con người các loài cá mập nhỏ thường được sử dụng trong nghiên cứu khoa học để hiểu rõ hơn về các quy trình sinh học cơ bản cá voi trắng bơi luga beluga whale well. Cá voi trắng beluga có bộ lông màu trắng tinh khôi và là một trong những loài cá voi biển lớn nhất. Chúng thường hiếu kỳ và tương tác với con người, tạo nên trải nghiệm thân thiện khi du khách gặp đội thú. Cá voi trắng beluga nổi tiếng với khả năng tạo ra nhiều âm thanh phức tạp, bao gồm cả việc mô phỏng âm thanh xung quanh. Cảm ơn các bạn đã tham gia hành trình khám phá cùng chúng tôi về thế giới động vật biển đầy màu sắc và độc đáo. Chúng ta đã có cơ hội bắt gặp và tìm hiểu về năm sinh vật biển siêu dễ thương, mỗi loài mang theo những đặc điểm và tính cách riêng biệt. Hãy tiếp tục theo dõi kênh của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều video thú vị về đại dương và vẻ đẹp đa dạng của thế giới dưới đại dương và đừng ngần ngại chia sẻ niềm đam mê với bạn bè và gia đình. Hãy để mọi người cùng nhau khám phá vẻ đẹp động lòng của những sinh vật biển dễ thương này chúng tôi mong rằng video đã mang lại cho bạn những giây phút thú vị và hữu ích hãy cùng thả lỏng và đắm chìm trong hòn ngọc biển bao la của chúng ta hẹn gặp lại bạn